Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cùng các ngành chuyên môn vừa đến kiểm tra tình hình sản xuất sầu riêng trên địa bàn xã Tân Thới. Toàn huyện Phong Điền hiện có trên 2.200 hecta trồng sầu riêng, trong đó có trên 1.070 hecta đang cho trái, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thới với diện tích trên 920 hecta, chủ yếu là giống sầu riêng chủ lực Ri-6 chiếm trên 90%, còn lại là các giống mỏn thon Thái Lan, khổ qua xanh và một số ít Musakin. Thời điểm này, sầu riêng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ra trái, dự kiến đến giữa tháng 6 năm 2022, sầu riêng sẽ bắt đầu vào mùa thu hoạch. Được biết, sầu riêng Tân Thới đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu độc quyền vào năm 2019. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức thăm vườn để hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc sầu riêng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các nhà vườn, hợp tác xã, nhằm đảm bảo giá bán đầu ra cho sản phẩm sầu riêng khi vào mùa thu hoạch.